Hi, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VV Channel. Bi Network ngày càng phát triển, kèm theo đó là rất nhiều manh nha và cách thức lừa đảo cũng sẽ ra đời song song với sự phát triển của Bi. Và để giúp cho các bạn hiểu được và nhìn nhận được thị trường crypto đầy khắc nghiệt này, đầy biến động này, thì hôm nay tôi xin chia sẻ cho các bạn một câu chuyện có thật, một vụ siêu lừa đảo đã diễn ra trên toàn thế giới này vào năm 2019. Theo The Netquest thì tổng số tiền mà những kẻ xấu thu được từ tiền mã hóa lên tới hơn 4 tỷ đô la chỉ trong vòng 2 quý đầu tiên của năm 2019 và biến năm 2019 trở thành năm lịch sử về số tiền crypto bị thất thoát do lừa đảo. Bên cạnh đó, theo báo cáo của CipherTrace thì tiền mã hóa chính là một trong những loại tiền ưu thích nhất của giới tội phạm mạng và cũng như các tổ chức mua bán trên web đen, và chúng sử dụng trong các giao dịch như là ma túy, vũ khí, thẻ ngân hàng hay là mã độc. Vụ lừa đảo mà tôi sắp kể cho các bạn sau đây thậm chí còn được Netflix biến thành một bộ phim tài liệu vào ngày 30 tháng 3 vừa qua, mang tên là Trust No One, The Hunt for the Crypto King, một phim tài liệu dựa trên sự kiện có thật của sàn giao dịch Watriga. Nó phần nào hé lộ cho chúng ta biết những tảng băng Bitcoin và tiền điện tử vốn đang được nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ toàn bộ sự việc đầy tai tiếng vây quanh sàn giao dịch Watriga và người tạo lên nó. Tham gia vào Bi Network cũng có nghĩa là bạn đang tham gia vào thị trường crypto và bắt buộc bạn phải hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh thị trường này. Và video này nhằm giúp cho bạn phần nào hiểu được và trang bị cho mình thêm những kiến thức trước khi bước vào thị trường crypto đầy cơ hội nhưng cũng lắm kẻ thời cơ này. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Quay lại vài năm trước đây, khi mà thị trường crypto đang dần bắt đầu phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, các nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số lúc này không hề nhiều. Nhưng với nhu cầu ngày càng tăng của người dùng và các sàn giao dịch thì ít ỏi, không đủ đáp ứng yêu cầu của người dùng cũng như không đủ tin tưởng để nhiều người giao tài sản của họ cho một bên thứ ba. Và nắm bắt lấy nhu cầu ngày càng cao đó, General Cotton đã tạo nên sàn giao dịch mang tên là Watriga. Watriga được giới thiệu là một sàn giao dịch Bitcoin và tiền ảo có trụ sở tại Canada và được tạo lên với mục đích là cung cấp cho người dùng tại Canada nói riêng và trên toàn thế giới nói chung một nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số đơn giản và dễ sử dụng. Và biết được người dùng cần lòng tin nên để tạo được lòng tin từ người dùng, vị CEO này đã hợp tác với một tổ chức phát triển mang tên là Bitcoin Corp, là một hiệp hội chuyên về Bitcoin tại Vancouver, được bảo hộ bởi chính quyền, hay là Cloudflare, cũng là một tổ chức quốc tế nổi tiếng chuyên về bảo mật web. Đồng thời thì Watriga còn là thành viên bạc Bitcoin Foundation, là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về Bitcoin. Và thậm chí những người mà tham gia vào sàn Watriga này sẽ được tặng phí hoa hồng là 10% phí giao dịch của người đã đăng ký theo link giới thiệu. Và tại thời điểm đó thì Watriga hỗ trợ hai loại tiền pháp định là đô la Mỹ và đô la Canada. Và sau khi dần tạo được danh tiếng của mình trên thị trường crypto thì Watriga dần đánh bại đi những đối thủ cạnh tranh của mình để vượt lên vị trí dẫn đầu. Vì chính lý do đó mà người dùng ngày càng tin tưởng vào sàn giao dịch này. Điều này biến cho Colton từ một người xuất thân ở trong gia đình bình thường đã trở nên giàu có khi liên tục mua rất nhiều ngôi nhà, có rất nhiều siêu xe và thậm chí có trực thăng riêng và sở hữu số tài sản kếch xù một cách nhanh chóng. Và mọi chuyện cứ thế trôi đi êm đẹp cho đến tháng 12 năm 2018, thông tin về Gerald Colton đã qua đời tại Ấn Độ. Thật ra thì trong lịch sử, chuyện một nhà sáng lập qua đời cũng diễn ra rất nhiều lần rồi, nhưng lần này nó thật sự ảnh hưởng rất nhiều đến toàn bộ người dùng và khách hàng của Watriga, bởi vì Colton là người duy nhất biết được mật khẩu ví lạnh chứa kho tài sản của Watriga. Và cái chết của nhà sáng lập này kéo theo khoản nợ 250 triệu đô la từ 115.000 khách hàng hiện tại đang dùng Watriga. Và để cho bạn dễ hiểu thì tôi xin giải thích ngắn gọn về ví lạnh là gì. Thường chúng ta có rất nhiều loại ví để lưu trữ. Ví nóng là một loại ví mà luôn được kết nối với Internet khi mà các bạn giao dịch, nhưng nó rất là dễ bị hacker bởi vì nó kết nối với Internet, cho nên nó dễ dàng bị hacker hack lấy mật khẩu ví này. Và loại ví thứ hai, một loại ví an toàn hơn, đó là ví lạnh. Thì ví lạnh các bạn lưu trữ mật khẩu ví offline mà không nhất thiết phải kết nối với Internet. Điều đó giúp cho những người sử dụng ví lạnh giảm thiểu được nguy cơ bị hack mật khẩu ví, nó bảo mật hơn. Và việc Colton dùng ví lạnh để lưu trữ mật khẩu là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn khi người ta tiết lộ rằng Colton không để lại mật khẩu để mở khóa ví lạnh. Điều đó có nghĩa là hiện tại mật khẩu ví lạnh chứa toàn bộ tài sản của khách hàng Watriga chỉ có một mình Colton biết mà thôi. Mặc dù trước đó thì vị CEO này đã tuyên bố rằng sẽ để lại một thiết bị an toàn dự phòng để nếu như có bất kỳ bất trắc gì xảy ra với anh, những người khác vẫn có thể mở ví này ra được. Sau đó thì mọi người bắt đầu nghi ngờ về sự ra đi đột ngột của vị CEO này. Và khi càng điều tra thì người ta càng nhận ra nhiều điểm đáng ngờ trong cái chết bất ngờ của Colton.
và nhiều người đã đặt ra câu hỏi liệu rằng vị CEO này có thật sự đã chết hay không. Mặc dù có hai tài liệu riêng biệt nói rằng Cotton đã chết vào ngày 9 tháng 12 năm 2018 tại thủ đô bang Rajasthan của Ấn Độ, và nhà tang lễ này cũng đưa ra tuyên bố về cái chết vào ngày 12 tháng 12, nhưng họ từ chối xác nhận những công bố của mình. Các cuộc điện thoại của báo chí tới Cục Thống kê Nova Scotia, nơi quản lý cả người sống và người chết, cũng không trả lời. Và nói một cách chính xác thì Tổng cục Kinh tế và Thống kê của chính phủ Ấn Độ đã xuất trình giấy chứng tử của Cotton vào ngày 13 tháng 12 và không đưa ra nguyên nhân cái chết, và tất cả mọi câu hỏi cũng không được trả lời. Sau đó thì thậm chí bác sĩ khám nghiệm tử thi của Cotton cũng thấy được nhiều điểm bất thường này. Sau này thì cái chết của Cotton được báo cáo là qua đời vì bệnh Crohn khi đang ở bên Ấn Độ. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong của căn bệnh này nó chỉ rơi vào khoảng 3% mà thôi. Và đáng ngờ hơn, khi chỉ sau một tháng Cotton biến mất thì người vợ mới thông báo điều này thông qua Facebook. Tại sao lại mất đến một tháng mới chịu thông báo thông tin về cái chết của chồng mình? Còn đám tang của vị CEO này thì ngoài vợ ra không bất kỳ ai nhìn thấy xác của Cotton. Và thật trùng hợp thế nào, trước khi 2 tuần Cotton qua đời đã viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ chỉ vài ngày trước khi lên đường qua Ấn Độ. Và chính vì nhiều điểm đáng nghi ngờ đó mà nhiều tổ chức và cộng đồng đã tìm kiếm về quá khứ và những thân phận thật sự của Gerald Cotton và Wajiga. Lamer, một trong những người đã dành ra 2 năm để nghiên cứu về vụ việc này, anh cho rằng với kinh nghiệm chuyên sâu của Cotton cũng như việc che giấu địa chỉ nơi vị CEO này đang online, kèm theo khả năng chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng và tài khoản crypto, tất cả đã giúp Cotton dễ dàng giả chết. Lamer cho hay vị CEO này thật sự có kinh nghiệm với việc chuyển tiền xuyên biên giới và hắn ta có thể di chuyển bất kỳ đâu với chiếc phi cơ riêng của mình. Cotton thường xuyên lui tới các casino quốc tế và tất cả những chiêu trò ở casino này nó sẽ hữu ích cho những ai muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi khác mà không hề dính dáng gì tới thân phận cũ của mình. Và mối quan tâm của Cotton dành cho những đồng coin ẩn danh cũng là một điều đáng chú ý. Do đó không khó để một nhà đầu tư crypto kim một kẻ lừa đảo trong quá khứ thực hiện kế hoạch táo bạo như vậy. Và trong một báo cáo chính thức từ Ủy ban Chứng khoán Ontario cho biết là Wajiga hoạt động như một Ponzi. Và vụ việc này buộc sàn phải tuyên bố phá sản. Nhưng theo Ủy ban Chứng khoán, CEO sàn xác nhận đã qua đời, nhưng chắc chắn người này đã phạm tội lừa đảo trước đó. Và cuối cùng thì họ cũng tìm ra nhà sáng lập này thực chất ngày xưa đã lang thang trên mạng và tìm kiếm về những chủ đề phi pháp. Cotton được dẫn vào các forum với bề ngoài là nhà đầu tư, nhưng thực chất là mô hình Ponzi lừa đảo. Và nói đơn giản thì mô hình Ponzi là một mô hình lấy tiền của người đến sau, trả tiền cho người đến trước và ăn chênh lệch để kiếm tiền. Thậm chí thì ở tuổi 15, Cotton còn tự tạo ra cho mình trang Ponzi riêng với lời hứa chỉ cần đầu tư sau 48 giờ thì sẽ lãi 30-50%. Và tất nhiên thì đây cũng chỉ là một trang lừa đảo. Và nghi vấn đó cũng được nhiều người áp lên Wajiga, và việc sàn giao dịch này chết ngõm càng làm cho những điểm đáng nghi đó càng đáng tin. Và chưa dừng lại ở đó thì tổ chức kiểm toán cuối cùng đã có kết quả điều tra, và phần lớn các ví lạnh chứa toàn bộ tiền của nhà đầu tư Wajiga đều rỗng tiền, và thậm chí rỗng tiền vào năm 2015, có nghĩa là sau 2 năm mà Wajiga ra đời thì Cotton đã bòn rút tiền của sàn vào tài khoản của mình. Hắn ta tạo lên nhiều tài khoản giả để tạo lên lưu lượng giao dịch cho Wajiga và nhiều chiêu trò nhằm thu hút thêm người dùng vào sàn giao dịch của mình. Cuối cùng thì vào năm 2019, sau khi nhà sáng lập này qua đời, sàn giao dịch đã ngừng hoạt động và bị tuyên bố phá sản với khoản nợ phải trả là 215 triệu USD và tổng tài sản khoảng 28 triệu đô, có nghĩa là tổng gần 250 triệu đô la. Và vợ của nhà sáng lập Wajiga cũng đã thực hiện chuyển giao hàng triệu đô la tài sản còn lại cho khách hàng bị mất tiền của sàn giao dịch Wajiga. Nhưng vài triệu đô đền bù đó không là gì so với số tiền gần 250 triệu đô la được cho là đã đi xuống mồ cùng với vị CEO này. Và tất cả điều đó rút ra được gì? Điều gì sẽ xảy ra khi một triệu phú crypto, cha đẻ của một trong những sàn giao dịch crypto hàng đầu Canada, với quyền truy cập bí mật vào Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác với giá trị 250 triệu đô la qua đời ở tuổi 30 trong trường hợp đáng ngờ? Chắc chắn rằng sau vụ việc này, dù là người chết hay là người sống cũng không quan trọng, bởi vì những nạn nhân của sàn Wajiga chính là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Họ sẽ phải cảnh giác nhiều hơn khi tin tưởng gửi tiền vào bên thứ ba. Nhiều người tin rằng có thể cải tạo ra toàn bộ chuyện này, đang sống sung sướng với một danh tính khác, dùng cả đời để tiêu hết số tiền mà hắn ta chiếm đoạt từ người dùng, vắt chân lên một bãi biển đẹp nào đó và mỉm cười tận hưởng những thứ vui xa xỉ nhất dưới mồ hôi và nước mắt của nhiều người.
Qua video này cũng là lời nhắc nhở không chỉ cho những buyer trong Bay Network, mà có thể sau này khi bạn tham gia vào thị trường crypto khác và các đồng coin khác, bạn phải luôn có thái độ cảnh giác trước bất kỳ sàn giao dịch nào, dù là uy tín đến đâu. Vì xuất phát điểm của Watriga cũng từng được cho rằng đây là một trong những sàn giao dịch lớn và uy tín nhất thời điểm đó. Đừng bỏ trứng vào một rọ, hãy chiêu đều các khoản đầu tư của bạn vào những nguồn khác. Hãy nhớ rằng, con người ngoài học cách kiếm tiền còn phải học cách quản lý tiền. Hy vọng rằng qua video này, mỗi người sẽ tự rút ra được một bài học để cảnh giác hơn trong thị trường crypto ngày càng sôi động, và cũng không ít thành phần lợi dụng sự mới mẻ, giao lên nhanh chóng của thị trường này mà ra cách lừa gạt người dùng. Hy vọng rằng bạn sẽ giữ thật kỹ số Bi mà mình đang có. Và đó là toàn bộ chia sẻ của mình. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến nào thì hãy để lại bình luận bên dưới video này. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.